Người con trai sau khi anh ta đã âm tính với virus corona chủng mới thì anh ta có thể tái trở lại không khi mà ở lại chăm sóc cha của mình, thưa bác sĩ? Thật ra thì về xét về cảnh virus á, trong một đợt bệnh cấp á, thì họ chỉ bệnh một lần thôi, một lần thôi. Bởi vì khi mà chúng ta mà mắc cái bệnh cấp tính của cái bệnh gì đó đó, thì cái lượng kháng thể IgM nó sẽ tạo ra nó và nó tăng rất là nhanh, và suốt một cái quá trình mà nó tăng như vậy đó, thì nó đủ sức khả năng là chỉ cần một cái tác nhân vừa mới xâm nhập cho nó bắt lại liền, nó không cho cái tác nhân đó có thể sinh sinh sôi nảy nở được. Cho nên đã bị trong một đợt bệnh cấp, trong tất cả các virus chứ không phải là hô hấp, chứ không phải là chỉ là riêng cái virus corona này không đâu, thì họ đã có cái miễn dịch với cái con virus đó rồi à, thì họ sẽ không bị mắc lại một lần nữa trong cái đợt dịch đó, thì chắc chắn là ta hoàn toàn yên tâm. Và thậm chí là cái bệnh nhân này theo dõi cái phóng sự thì họ cũng làm vài lần nó cũng âm tính luôn. À, ngoài ra có một số virus nó rất là lạ nhưng mà nó không phải thuộc cái virus này, ví dụ như HIV chẳng hạn, nó vô người mình đâu có ra được à, mà con này thì nó vô người mình nó đã xét nghiệm âm tính rồi và chắc chắn là trong người sẽ tạo ra kháng thể, cho nên hiện nay thì có lẽ là cái ông này là cái ông an toàn nhất. À, thông tin để quý vị các bạn cũng có thể hiểu thêm về virus corona. À, xin nhắc lại là bệnh nhân Li Chi Chao, con trai của ông Li Jing thì đã âm tính và anh ta lúc này đã rất là an toàn. À, tuy nhiên ở bệnh viện thì anh ta vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc về vệ sinh và phải được bảo vệ thật là kỹ từ các dụng cụ y tế. Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và xin được phép đọc một số câu hỏi của các khán giả xem trực tiếp chương trình. Bạn tiểu thư mini, bạn có một cái chia sẻ như thế này: em đang làm việc ở một nhóm trẻ khuyết tật gồm 10 em nhỏ, trong môi trường đó thì đề phòng ra sao thưa bác? Một câu hỏi khá là chung chung và một vài lời khuyên của bác sĩ Hữu Khanh dành cho quý khán giả tiểu thư mini. Thật ra thì nếu mà mình bây giờ mình chăm sóc một cái nhóm trẻ đó có khuyết tật hay không thì mình cũng phải thực hiện đúng như là cái hướng dẫn thôi. Cái nhóm trẻ đó chúng ta chú ý là không nên cho một cái người lạ mà có nguy cơ mà mắc bệnh đi vào thăm. Thì thường thường cái nhóm trẻ khuyết tật như vậy thì có rất là nhiều cái đoàn người ta tới thăm. Thì nếu mà như vậy thì trong tình hình hiện nay thì không nên cho những cái đoàn khách lạ tới thăm. À, tại vì nó cũng không cần thiết lắm. Để qua cái giai đoạn này để mình thăm. Thứ hai là mình nếu là mình là cái người chăm sóc trực tiếp mà mình không có đi đâu hết thì mình cũng đâu có gì đâu lo ngại, tại vì em bé chắc chắn nó ở đó rồi, nó đâu có đi đâu đâu để nó lây cho ai. Rồi mình không đi đâu hết thì mình chăm sóc cho nó. Tuy nhiên có những cái biện pháp thông thường mình vẫn phải làm. Ví dụ như mình đang bị cái cô chăm sóc đó đang bị cảm thì cổ phải chịu khó mang khẩu trang. Và chính cổ cũng không nên tiếp xúc với những cái người mà có nguy cơ nguồn lây. Rồi trong cái phòng đó thì mình cũng phải thực hiện cái biện pháp là mở cửa cho nó thông thoáng ra, đừng có để lạnh quá, rồi mình vệ sinh cái dụng cụ chơi của em bé, rồi tập cho em bé rửa tay, nếu mà khuyết tật mà nó hiểu được thì tập cho nó rửa tay. Thì nếu như vậy thì nó sẽ an toàn thôi. Vâng, lời khuyên của bác sĩ Trương Hữu Khanh dành cho quý khán giả tiểu thư mini. Tóm lại thì với cái nơi mà bạn đang làm việc, tức là chăm sóc cho 10 em nhỏ đang gặp khuyết tật, thì cái đầu tiên chúng ta lưu ý đó là không cho các em tiếp xúc với những đoàn khách đến thăm giống như là bình thường như trước đây, vì đây là trong giai đoạn mà dịch đang bùng phát. Những câu hỏi liên quan đến khẩu trang từ bác sĩ Trương Hữu Khanh. Bạn Thùy Dương Nguyễn thì nói là hiện nay có nhiều người đang tranh cãi về việc là có nên đeo khẩu trang hay không, bác sĩ có thể tư vấn kỹ hơn được không? Bạn Thiên Lam thì nói là ra đường thì em bịt 3 lớp khẩu trang thì có bị nhiễm hay không? Những câu hỏi khá là gần gũi như thế này. Thật ra cái khẩu trang á, nếu mà không có cái bệnh corona này á, thì người ta đeo khẩu trang theo cái tác phong khác. Người ta có thể đeo để người ta tránh bụi, rồi người ta tránh mùi, cho người ta đi đường. Nhưng mà khi có cái bệnh corona này á, thì người ta lại bàn luận rất là nhiều. Tuy nhiên có rất là nhiều bệnh mình có thể phòng ngừa mà đeo khẩu trang. Ví dụ bệnh cúm chẳng hạn, đang cảm cúm chẳng hạn. Cho nên một cái quan niệm mà nó hơi cực đoan, đó là nó trái ngược nhau, nó cực đoan. Ví dụ như là không cần đeo khẩu trang sẽ không bao giờ bị bệnh đâu, đó là một cái cực đoan. Cái thứ hai là đeo khẩu trang sẽ không còn sợ gì hết, cũng sai luôn đó. Bởi vì chúng ta biết là cái cô tiếp tân ở khách sạn Nha Trang nếu cũng mang khẩu trang thường xuyên thì rất khó có bị bệnh. Thứ hai là người con mà khi tiếp xúc người cha
mà thực hiện đúng những cái phương pháp như vậy đó thì rất khó là bị bệnh. Thứ ba là không phải tự nhiên mà người ta khuyên bác sĩ khám, nhưng mình như vậy phải trang bị như vậy đó. Thì có nghĩa là mình thấy là cái dụng cụ phòng ngự và cái khẩu trang nó phải tùy thuộc vô cái nghề của người đó và cái môi trường người đó làm việc, chứ không phải là không nên mang khẩu trang đó. Thì cái môi trường đó là gì? Nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp với một cái người mặt đối mặt thường xuyên mà không biết người đó là ai thì chỉ có cái khẩu trang mới bảo vệ được chúng ta thôi. Và nếu chúng ta đi vô một cái môi trường mà quá đông đúc đi, mình cũng không biết được người đó là người ai, và mình phải đứng rất là gần người ta, đối diện với người ta như vậy, ví dụ như là trong sân bay rất là đông, là môi trường nó kín mà đông người, thì cái khẩu trang nó có thể bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đang đi ngoài đường mà chung quanh 2 mét không có ai hết, mình cũng không có đối mặt với ai hết, thì tự nhiên mình mang khẩu trang làm cái gì? Tại vì nó đâu có gì đâu, có nguy cơ gì đâu mà khẩu trang. Lúc đó mình mang khẩu trang là với tính cách là mình có thể mình nghe cái mùi đó mình khó chịu, hay là mình thấy ở chung quanh này có bụi mình xem thôi, chứ nó không có cái tác dụng gì cái đó. Tuy nhiên nếu mình nói mình mang khẩu trang xong thì thôi không cần làm gì hết là hoàn toàn sai. Thì trong đó phải có rửa tay, phải có biết cái cách đeo khẩu trang cho đúng, phải biết là nơi nào nguy hiểm thì không cần thì thôi đừng có đến. Tại vì sao nó văng chung quanh cho người mình rồi mình không biết cách gỡ, không biết cách chùi tay đó, thì nó cũng sẽ có một lúc nào đó có virus thì nó sẽ tấn công vào mình. Cho nên là hiện nay nó có hai cái dòng cực đoan mà chúng ta phải phân tích cho rất là rõ.